Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 476 của Shop Công nghệ TRD. Mình tên Lương và Hằng sẽ thay nhau trả lời tất cả những hỏi đáp của các bạn trong số hỏi đáp ngày hôm nay nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn Duy Hoàng. Câu hỏi số 1, em muốn mua một chiếc máy tầm khoảng 6 đến 7 triệu, anh tư vấn giúp em với ạ. Em ơi, với tầm tiền này nếu mà em thích một chút về đồ họa và kỹ thuật thì trong tầm này thì sẽ có như là Dell Latitude 6440 hoặc có thể là ThinkPad L540. Đó là hai chiếc máy được trang bị chip M khá khỏe, phù hợp cho các bạn với tiêu chuẩn là các bạn làm kỹ thuật với độ bền STD80G của quân đội. Còn nếu mà em thích một chiếc máy mỏng nhẹ mà nó sang trọng một chút trong tầm tiền này thì anh có HP EnBook 840G2. Chiếc máy được trang bị i5 RAM 4GB SD128, hiện nay đang có giá 7,5 triệu đồng. Tại shop thì em có thể tham khảo 3 mẫu máy vừa rồi. Hai con máy đầu anh giới thiệu cho em là nó trang bị chip M khỏe hơn và dành cho các bạn kỹ thuật cũng như chơi game. Chiếc máy thứ hai là chiếc Ultrabook mỏng nhẹ cơ động và sang trọng. Và anh giới thiệu thêm một phiên bản nữa đó là Dell Latitude 7440 các bạn ạ. i5 RAM 4GB SD128 cũng sẽ có giá là hơn 7 triệu, nhưng cấu hình này thấp hơn một đời so với con 840G2, thì em có thể tham khảo thêm những cái mẫu máy vừa rồi anh giới thiệu cho em nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Kiên Trần. Anh ơi cho em hỏi là RAM 8GB đủ dùng trong 4 năm nữa không ạ? Và làm các tác vụ văn phòng đánh liên minh ạ. Em ơi, nếu mà các công việc bình thường thì RAM 4GB hoàn toàn thoải mái mà em. Nếu mà em chơi game liên minh thì nó ăn hết khoảng 3GB RAM và em có thể sử dụng thêm một số phần mềm thoải mái luôn. Còn 8GB thì em có thể mở tối đa đến tận 30 tab web trên màn hình. Anh nghĩ là hoàn toàn đủ các tác vụ về cái nhu cầu công việc của em nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Bo Official. Chú ơi, MacBook Pro 2018 có lỗi nhiều như MacBook Pro 2017 và 2016 không ạ? Cháu cảm ơn chú ạ. Dòng 2018, 2019 và 2020 thì thứ nhất là cải tiến phím tốt hơn và chất lượng màn hình tốt hơn. Riêng dòng 2017 và 2016 thì lỗi phím cực kỳ nhiều và lỗi đứt cáp màn hình cực kỳ nhiều. Nhưng em yên tâm là kể cả dòng 2016, 2017 thì anh đều có hướng để xử lý. Ví dụ phím thì bây giờ cái hiện tượng dính phím thì cửa hàng cũng làm được, đứt cáp màn hình thì cửa hàng cũng làm được. Còn nếu mà tránh hai trường hợp 2016-17 thì hiện nay giá nó rẻ thì mọi người có thể cân nhắc. Bởi vì với cấu hình so với những chiếc máy đời cũ thì dòng 2016-2017 thì ok. Còn tất nhiên là bắt đầu lên dòng 2018 thì nhất là chất lượng màn phím tốt hơn này, có bảo mật T2 tốt hơn này, chất lượng màn hình ok hơn, gì là bằng những cái mẫu máy đời mới. Câu hỏi số 4 của bạn Thắng Nguyễn Đức. Anh ơi cho em hỏi là dưới 15 triệu học ngành du lịch nên mua máy nào là tốt nhất ạ? Yêu cầu là máy mới, RAM từ 8GB, xài SSD, mong được anh tư vấn ạ. Với tầm tiền này thì ngày hôm qua thì anh đã lên với phiên bản đó là Dell 3501. Máy được trang bị i5 RAM 8GB SD256GB và thậm chí đã được trang bị màn hình Full HD hỗ trợ màn hình cảm ứng. Anh bán với phân khúc giá chỉ có 15.500.000. Và một chiếc máy cực kỳ ok ngon lành đó là chiếc Acer Switch mà anh giới thiệu hôm vừa rồi. Được trang bị toàn bộ vỏ bằng hợp kim nhôm mà cấu hình hoàn toàn ok, thậm chí là ổ cứng SD 512GB luôn. Màn hình Full HD IPS, vân tay led phím. Anh đã bán với phân khúc giá là 15.500.000. Thì em có thể tham khảo hai mẫu máy vừa rồi. Anh có thêm một con nữa, đó là con Lenovo S340 với phiên bản 15 inch được trang bị RAM 8GB SD256GB với mức giá là 15.500.000. Em tham khảo thêm em nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Hữu Anh Nguyễn. Chú ơi, con Refuse S chạy i7-9750H và RTX 2060 với Refuse G15 chạy Ryzen 7 4800H 1660Ti thì con nào sẽ có hiệu năng và đa dụng hơn ạ? Nếu mà CPU mà cháu chuyên dùng render thì chắc chắn là Ryzen 4800 sẽ khỏe hơn với 8 nõi 16 luồng. Trong khi đó nếu mà cháu cần hiệu năng của Vega thì RTX 2060 nó sẽ mạnh hơn so với RTX 1660Ti. Bởi vì nó sẽ hỗ trợ ray tracing cũng như các hiệu ứng về kỹ xảo. Nhưng mà nếu mà nói về đếp máy và đời máy thì 9570 thì nó chỉ được sản xuất là 2019 thôi. Còn Ryzen 4800 được sản xuất 2020. Nếu mà đếp máy và cấu hình thì có thể là Ryzen 4800 sẽ khỏe hơn MCPU. Nó sẽ hỗ trợ render mà các phần mềm tính toán cần đến CPU thì Ryzen 4800 sẽ hơn. Nhưng nếu mà trong lĩnh vực lập trình mà em có thể chơi game các dụng với các ứng dụng thì có thể chọn phiên bản i7-9750H RTX 2060 nó sẽ ok hơn. Ở đây là chúng ta sẽ cân đối vào cái nhu cầu của em như nào thì em lựa chọn em nhé. Câu hỏi số 6 của bạn Sang Cá Lóc. Anh ơi có con laptop nào mà tầm 5 triệu chỉ dùng để học online không ạ? Tầm máy này mà bền thì em chọn cho anh phiên bản Dell Latitude 6430. Chiếc máy có cấu tạo cực kỳ chắc chắn với vỏ hợp kim nhôm Mazue. Nó có giá là hơn 4 triệu một chút, sẽ được trang bị i5 RAM 4GB SD128, anh đang bán với phân khúc giá là 4.9 triệu. Với phiên bản có Vega rời thì anh bán hơn 5 triệu một chút. Còn trong tầm tiền này thì nó có thêm, nếu mà em thích màn to nhá, HP ProBook 4530F. Chiếc máy được trang bị i5 đời 3 RAM 4GB SD128 với phân khúc giá là 5.3 triệu. Thì em có thể tham khảo hai mẫu máy vừa rồi, anh đều review trên YouTube để em có thể xem em nhá. Câu hỏi số 7 của bạn Nguyễn Hải. MSI Prestige 14 Evo và Asus UX425 thì con nào sẽ hơn ạ? Thực ra là hai chiếc máy này thì nó cạnh tranh trực tiếp với nhau và đều đến từ thương hiệu Đài Loan.
UX425 thì có cái touchpad thì anh thấy là khá là bắt mắt và hiện đại. Trong khi đó thì Protip 14 thì có chất lượng cũng tương đối là ok. Nói chung thì hai chiếc máy này là cạnh tranh trực tiếp với nhau và chỉ khác hãng sản xuất thôi. UX425 thì cũng được bảo hành 25 và MSI thì nó cũng vậy. Thì em thích chiếc máy nào thì em có thể lựa chọn. Anh nghĩ là độ bền thì nó cũng chỉ tương tự như nhau thôi em nhá. Câu hỏi số 8 của bạn Tú Thành. Anh ơi cho em hỏi là bên mình có con HP Omen 15 2020 bản AMD không ạ? Cũ hay mới đều được ạ? Với cả quà tặng với giá cho tân sinh viên sẽ như thế nào ạ? Em ơi rất buồn là chiếc máy này của em hỏi là đã hơn một tháng nay chưa ai có hàng em ạ. Bởi vì do dịch nên chính thế hàng hóa đang lưu thông nó rất là khó khăn. Hiện nay anh chỉ có sẵn bản i7 thôi, RTX 2060. Anh đang bán với phân khúc giá là 34.500.000 mà máy mới em nhé. Chiếc máy này thì anh nghĩ là phải hết dịch thì mới có hàng về. Thì em có thể chọn sang một cái mẫu máy khác tương tự thì em có thể alo cho anh em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Dũng Hoàng. Em đang phân vân giữa con Dell Precision 7520 và Dell G3. Em không chơi game cũng như là làm nhiều về AutoCAD SolidWorks. Em là sinh viên ngành cơ khí năm thứ 3 thì nên chọn mã nào ạ? Sinh viên năm cơ khí mà chọn Mobile Precision thì quả thực sự là một lựa chọn rất sáng suốt. Em ơi, với phiên bản Dell Precision 7520 nó được trang bị cấu hình tốt hơn so với HP ZBook 15G3. 7520 thì nó trang bị cả hai dòng CPU, đó là dòng CPU thế hệ thứ 6 và dòng CPU thế hệ thứ 7. Thế hệ thứ 7 thì chắc chắn là hơn con G3 rồi. Con G3 nó chỉ chạy dòng CPU thế hệ thứ 6 thôi. Nhưng Vega trên 7520 thì nó sử dụng Quad Core, đó là M1200 và M2200, mới hơn so với M1000 và M2000 trên dòng Dell G3. Chính vì thế nên với phiên bản Dell 7520 sẽ có cấu hình tốt hơn. Còn phân khúc giá để mà chọn giá rẻ thì chắc chắn là HP ZBook 15G3 sẽ rẻ hơn em nhé. Và anh xin trả lời cái câu hỏi thứ 8 của em ở trên. Cùng cấu hình với của em thì hiện nay anh đang có phiên bản cực kỳ hot, đó là Lenovo Legion 5, được trang bị cả màn hình GTX 1660, 144Hz. Cùng cái tầm tiền em đầu tư đang có mức giá là 28 triệu thì em có thể tham khảo thêm chiếc máy đó em nhé. Câu hỏi số 10 của bạn có tên là Hùng. Học kỹ thuật phần mềm có máy nào mà ngon trong tầm giá 30 triệu đổ lại không ạ? Con nào là ngon nhất ạ? Tầm tiền của em nếu 30 triệu mỏng nhẹ cơ động mà sang thì anh thấy có chiếc MSI GF65, được trang bị i7-1070H, đặc biệt là RTX 3060. Máy đã cải tiến 2 quạt, mỏng nhẹ cơ động và rất là phù hợp cho các bạn dùng trong môi trường lập trình. Ở đây là chủ yếu là phần mềm. Phần mềm thì có lẽ anh nghĩ là chắc là em học trong lĩnh vực kỹ thuật về phần mềm, có nghĩa là học lập trình là chủ yếu. Thì chiếc máy này anh nghĩ cũng rất là ổn. Hoặc một phiên bản nữa là chiếc Dell Inspiron 7501. Máy được trang bị chip H và có Vega rời, đặc biệt tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% sRGB, cực kỳ ngon lành luôn. Đang phân khúc giá dưới 30 triệu đồng. Còn nếu mà em chọn các dòng máy doanh nhân hoặc gaming thì vẫn có thể hỗ trợ cho em tốt được. Chỉ cần máy được trang bị từ i5, i7 của RAM ít nhất là 8GB. Đó, và có Vega rời thì sẽ hỗ trợ em chơi game tốt hơn. Còn nếu mà em muốn tư vấn sâu hơn thì em có thể gọi điện thoại cho anh 017-357 và 4 số 9 ở cuối. Anh tư vấn sâu hơn bởi vì không biết là em sử dụng trong kỹ thuật, dùng các phần mềm có đồ họa nhiều hay không. Có tư vấn sâu thì alo cho anh em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Ngọc Khiêm 8A2. Lần đầu tiên mà xem thấy anh trả lời rất là hay. Tiện đây cho em hỏi là tầm giá dưới 35 triệu con laptop gaming ra mắt năm 2021 thì chọn mẫu nào bền bỉ, cứng cáp, mạnh ạ? Em ưu tiên cho dòng 3060 ạ. 3060 nếu mà chiếc máy được sản xuất 2021 thì anh đang có con Dell như là 5510. Chiếc máy này thực tế được trang bị CPU đời 10 nhưng lại có RTX 3060, nhưng nó được sản xuất năm 2021 và là chiếc máy bán chạy nhất của Dell. Và được trang bị cấu hình đó là i7 RAM 16GB DDR5-6-3060, đang có mức giá là 35.500.000. Còn nếu mà phiên bản thứ hai muốn giới thiệu cho em đó là chiếc Acer Nitro 5. Với phiên bản được trang bị chiếc i7 3060 thì nó cũng có phân khúc giá i7 thế hệ thứ 11 nhé. Cũng có phân khúc giá là hơn 30 triệu đồng. Và anh có một phiên bản đó là chiếc Acer Predator Helios 500 em ạ, phiên bản 2020 thôi nhưng được trang bị cấu hình cực kỳ tốt với phân khúc giá là 39 triệu đồng. Và một chiếc nữa anh muốn giới thiệu cho em đó là chiếc Asus Zenfone G15GA503. Anh có các phiên bản được trang bị 3060 và phiên bản trang bị 3070, có phân khúc giá là từ 39 đến 40 triệu đồng thì em có thể tham khảo vài mẫu máy vừa rồi anh nói cho em. Và tất cả những dòng sản phẩm anh nói thì đều có bài đánh giá trên YouTube em nhé. Câu hỏi số 12 của bạn Người Bí Ẩn. Anh ơi, trong tầm giá 20 triệu quay đầu thì có con nào phù hợp để làm code mobi không ạ? Em dùng trong vòng 4 năm đại học và không chơi game ạ. Trong tầm này mà dùng mobi thì em chọn cho anh con Dell Inspiron 5410. Chiếc máy được trang bị i5 chip H thế hệ thứ 11, RAM 8GB DDR256GB, đang có mức giá là 18.890.000. Đây là chiếc máy tốt nhất được trang bị chip H và rất phù hợp cho công việc của em. Bởi vì em dùng code thì chỉ cần CPU khỏe và cần nhiều RAM là ok em nhé. Chiếc máy này cho phép nâng cấp RAM tối đa 32GB RAM nên thoải mái dùng trong lĩnh vực lập trình em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Khánh Bất Tử. Cho em hỏi là trong tầm 10 đến 12 triệu thì có con nào mà máy mới màn IPS chạy chip i3 thế hệ thứ 11 hoặc là i5 thế hệ thứ 10 không ạ? Có đèn bàn phím thì càng tốt ạ.
Em ơi, trong tầm giá của em thì có chiếc Asus Vivobook A415 em ạ. Chiếc máy được trang bị màn hình Full HD IPS thì anh đang bán với phân khúc giá là 12.500.000. Còn Acer thì có phiên bản Acer Asus 3 với phiên bản i5-1035G1, RAM 8GB SSD 256GB, màn hình Full HD IPS anh đang bán với mức giá là 13.500.000 em nhé. Còn nếu mà một chiếc máy full hợp kim nhôm mà anh cảm thấy hợp lý nhất với màn hình IPS và chất lượng cho một chiếc máy doanh nhân, em hãy chọn cho anh với phiên bản Modern 14 trang bị i3 đời 11, đúng tiêu chuẩn của em luôn. Nhưng phân khúc giá nó là phải là 14 triệu thì em mới mua được. Thì em có thể chọn vài mẫu máy vừa rồi anh giới thiệu cho em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Kiên Trần cho em hỏi là Ryzen 5 5500U và Ryzen 5 4600H thì con nào sẽ ngon hơn ạ? Em trong tình huống này thì chip H nó sẽ hỗ trợ với xung cao hơn, và đặc biệt là chip H thì sẽ hỗ trợ thêm Vega rời ngon hơn so với em Ryzen 5 5500U. Thông thường những chiếc máy trang bị Ryzen 5 5500U thì đều được trang bị trên các dòng Ultrabook. Chính vì thế nó sẽ không có Vega rời mạnh, trong khi đó thì Ryzen 4600H sẽ được trang bị Vega rời mạnh nên em sẽ sử dụng đồ họa ngon hơn em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Quy Quay, tầm tiền 25 đến 26 triệu em làm địa chính, thỉnh thoảng có chơi vài trận liên minh để giải trí thì mua dòng máy nào ạ? Em muốn mua dòng máy bền dùng lâu ạ. Cảm ơn anh ạ. Với tầm tiền 25 26 triệu mà dùng trong lĩnh vực địa chính thì cần một chiếc máy siêu lồi đồng cố đá một chút. Ví dụ trong tầm tiền này thì em có thể mua những chiếc Movie Quotation có chất lượng phải nói là cực kỳ bền bỉ mà phù hợp với ngành của em. Trong tầm này thì em sẽ có những chiếc như Lenovo ThinkPad P51, Dell Horizon 7520, HP ZBook 15G4, thì ba chiếc Movie Quotation này nó đều hỗ trợ công việc của em rất tốt và có thể chơi những tựa game tầm trung ok ngon lành, và game của em là chơi Mac Option luôn nên em thoải mái chơi em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày thì shop tớ sẽ có một số đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, quý vị và các bạn vui lòng đặt các câu hỏi dưới các topic này. Chúng tớ sẽ trả lời trực tiếp qua những tin nhắn trên YouTube cũng như qua những tin nhắn video như này. Các bạn cần tư vấn với mình thì gọi điện thoại cho mình là 077 357 và 4 số 9 ở cuối. Các bạn ơi, trong đợt dịch này thì cửa hàng của Lương vẫn hỗ trợ mọi người bảo hành. Nên chính vì thế nên mọi người gặp vấn đề về máy tính thì cứ alo cho mình sẽ hỗ trợ các mọi người bảo hành trong dịp này mọi người nhé. Chứ nếu mà dịch như này thì mình nghĩ là còn thời gian rất dài. Chính vì thế nên Lương vẫn liên tục phục vụ, mặc dù là trong cái thời gian giãn cách như này nhưng vẫn phục vụ bảo hành. Chỉ cần các bạn gửi máy đến cửa hàng là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nhanh và gọn các bạn nhé. Và rất hy vọng mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TRD bằng cách là đăng ký kênh. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop, những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.